thiết thực hiện tại Akaniko không có thời gian. Ê Vasiko đến để mà thấy Opalajiko có khả năng hướng thượng. Bách Chá Tham Virita Poguinuiti được người có trí chứng ngộ. Thì đây là các cái ân đức pháp niệm từng ân đức một. Mà trong cái lúc niệm ân đức Phật vậy, niệm ân đức pháp vậy, thì cái hiểu được ý nghĩa của ân đức là quan trọng. Nếu một người mà không hiểu được cái ý nghĩa, niệm nhưng không hiểu được nghĩa thì nó sẽ không đắc thiền. Khác với những cái pháp thiền khác, thiền niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mình niệm là mình phải hiểu, hiểu cái ý nghĩa của các cái ân đức đấy. Cái hiểu mà càng rộng, càng sâu sắc thì cái thiền của mình chứng đắc được cái thiền này nó lại cũng càng sâu sắc. Nếu mà có hai cái hạng người tu niệm ân đức pháp mà. Một là người mình đã tu chứng một đề mục thiền, và hai là người chưa tu chứng đề mục thiền này, thì hai cái người này sẽ khác nhau. Nếu người nào mà đã tu chứng thiền tứ thiền hơi thở thì việc thực hành thiền niệm ân đức pháp này rất là dễ dàng. Chỉ cần tập trung vào tứ thiền hơi thở, nhập vào tứ thiền hơi thở, sau đó suốt ra khỏi tứ thiền dưới cái ánh sáng rực rỡ của định, thì mình hướng đến niệm sáu ân đức pháp, mỗi lần một ân thì rất là trong một thời gian rất là ngắn khai đắc được thiền niệm ân đức pháp này. Chỉ ngồi một chút xíu là khai đắc các cái ân đức pháp này, hành một hai buổi là xong. Nhưng mà với một cái người mà chưa đắc được thiền hơi thở hoặc là chưa có các cái tầng thiền nào khác ấy, thì bây giờ bắt đầu niệm ân đức pháp thì lại là một đề mục khó, lại là một đề mục khó hành. Vì đó phải cố gắng tưởng nhớ đến pháp học, pháp hành, pháp thành tựu, đạo quả giải thoát. Niệm ân đức pháp là pháp học, tức là những cái bài kinh điển mà được Đức Phật thuyết giảng ấy, đấy là pháp học. Thì mình phải tưởng nhớ đến những cái ân đức, những cái sự cao, cái sự sâu sắc, cái sự cao sâu, sâu xa của giáo pháp, những cái lời dạy thiện lành ở trong giáo pháp. Pháp hành mình phải tưởng nhớ đến những cái cao thượng của pháp hành, cái tính chất cao thượng pháp hành giới, pháp hành định, pháp hành tuệ, và pháp thành tựu là những cái đạo quả giải thoát cao thượng. Mình phải tưởng nhớ được ba cái tính chất của pháp thì mình mới niệm được ân đức pháp. Để sau đó mình lựa chọn một trong sáu ân nào dễ nhất, dễ hiểu nhất thì mình tập trung vào cái ân đức đó và tưởng nhớ. Thì lúc này mình sẽ là tưởng nhớ đến ân đức pháp. Ví dụ như một cái người niệm ân đức thứ nhất Svakato Bhagavata Dhammo, thì ý nghĩa là pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo viên mãn. Em vừa niệm Svakato vừa suy tư đến ý nghĩa cao thượng của ân đức pháp. Pháp Svakato Bhagavata Dhammo, đây là cái tiếng Bali. Mà một cái người mình niệm bằng tiếng Việt cũng được, không nhất thiết bằng Bali. Nếu mà thuộc Bali thì mình niệm bằng Bali, không thuộc Bali thì lúc ấy một người chỉ tư duy bằng cái Việt này, ngữ này. Đức Thế Tôn pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo viên mãn, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo viên mãn. Cái niệm như vậy cũng là niệm ân đức pháp. Mình niệm bằng tiếng Bali thì cũng là niệm ân đức pháp. Và cứ niệm như vậy thì nimitta nó sẽ xuất hiện. Nếu cứ niệm liên tục như thế thì một lúc nào đó tâm của mình sẽ chìm sâu vào các cái ân đức ấy, chìm sâu vào các ân đức pháp. Và anh trước mặt mình sẽ xuất hiện nimitta tỏa sáng, cũng giống như là thiền niệm hơi thở. Trong tất cả các cái pháp thiền, khi nào mà cái tâm của mình nó đạt đến cái sự thanh tịnh, nó đều tỏa sáng rực rỡ lên. Mình niệm ân đức pháp làm cho cái tâm của mình nó cũng rất là nhanh chóng thanh tịnh, niệm Phật làm cho tâm mình cũng rất là nhanh thanh tịnh. Khi mà tâm nó thanh tịnh, nó thoát khỏi các cấu uế, tức là lúc ấy các cái phiền não tham sân si nó không sinh khởi lên nữa. Thì lúc ấy trước mặt mình sẽ có cái tướng, cái tợ tướng, nimitta tướng nó sẽ xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ, và mình sẽ chìm sâu ở trong đó, chìm sâu trong ân đức pháp, duy trì trên tợ tướng. Và các ân đức cao thượng đó, thiền sinh sẽ đạt được cận hành định, đạt đến mức định cận hành, đó là mức định cao nhất của pháp môn thiền niệm ân đức pháp. Ý nghĩa của các cái ân đức trong khi niệm ân đức pháp thì mình rất là quan trọng về các cái ý nghĩa đấy. Tức là niệm, nếu mà một cái người mà người ta niệm mà người ta không có
ta ý đến ý nghĩa thì cái câu niệm ấy nó không có đạt được định, mà nó giống như người niệm thần chú, nó chẳng có cái, hoặc là một cái lúc đấy thì quan trọng nhất là cái niệm ân đức pháp là phải hiểu các cái ân đức đấy như thế nào. Còn nếu mình hiểu sai đi cái thì nó lại trở thành niệm sai, hiểu đúng thì nó là niệm đúng, hiểu sai là niệm sai. Rất nhiều người người ta niệm Phật mà, như là niệm cái hỏi đến những người mà có biết niệm Phật không thì rất là nhiều người biết niệm, có nhiều người niệm nhưng mà cái người biết niệm thì là ít, người niệm thì nhiều nhưng người biết niệm thì ít. Niệm đúng thì nó thành chánh niệm, mà cái gì cũng vậy, niệm sai thì nó là thành tà niệm hoặc nó thành tạp niệm. Thì niệm ân đức pháp niệm phải niệm cho đúng ý nghĩa của ân đức pháp. Sotvato Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì đấy là cái ân đức đầu tiên. Pháp là những cái bài giảng pháp của Đức Phật, Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, tức là Đức Thế Tôn đã thuyết giảng một cách hoàn hảo, một cách viên mãn nhất. Hoàn hảo ở đoạn đầu, Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa và hoàn hảo ở đoạn cuối. Thế là những cái một bài pháp Đức Phật giảng này, Đức Phật sẽ giảng ở đoạn đầu nó có giống như một bài văn, nó có mở bài, có thân bài, có kết luận, thì nó gọi là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Đức Phật đã thuyết giảng ở đoạn đầu nó cũng hoàn hảo, hoàn hảo là hoàn hảo ở đây có nghĩa là nó có nghĩa, có văn, tức là một cái bài pháp nói ra thì nó có văn tự, có ý nghĩa thanh tịnh, toàn dạy những cái điều thiện lành. Hoàn hảo ở đây cũng có nghĩa này, có nghĩa có văn, phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ, ở đoạn đầu cũng dạy những điều này, cho nên ở đoạn giữa cũng giảng dạy những cái điều thiện này và ở đoạn cuối cũng giảng dạy những điều thiện này. Đấy là pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy là như thế, không có nói một cái bài pháp nào là vô nghĩa Đức Phật, bởi vì Đức Phật chỉ có khi mà Đức Phật đã thuyết giảng một cái bài gì thì Đức Phật phải thuyết giảng chỉ nói ra những cái gì đó là sự thật và những cái pháp gì nó có lợi ích, nó phải có lợi ích thì Đức Phật mới nói nó đúng, nó hoàn hảo. Ở đây là bởi vì Đức Phật nói ra một cái bài pháp nó đúng thời, tức là phải nói một cái bài pháp đúng vào cái thời điểm cần thiết, nói đúng đối tượng, tức là nói một cái bài pháp đấy nó phù hợp với cái người nghe, vậy là nó khế lý khế cơ, tức là nó phù hợp với cái thời điểm này đáng nói cái bài pháp này, phù hợp với cái người, cái trình độ của cái người này. Nếu như một cái người mà đã được học giáo pháp lâu năm rồi, hay là cái căn cơ nó thuần thục rồi, thì Đức Phật chỉ nói về các pháp chân đế, các cái pháp chân đế, những cái pháp rất là cao siêu, như Đức Phật giảng về năm uẩn, về nội xứ ngoại xứ, về các cái giới, về các cái đế, về các cái sự thật, giảng những cái pháp đấy thì những cái người phải rất là sâu sắc, đã có trình độ cao rồi thì mới hiểu được. Ví dụ như năm anh em ông Kiều Trần Như, thì khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thì bài pháp đầu tiên thì Đức Phật nói về bốn sự thật khổ tập hiện tại, bài pháp thứ hai Đức Phật nói về kinh vô ngã tướng. Ngay đến bài pháp kinh vô ngã tướng thì tất cả đều chứng quả a la hán, nhưng mà những cái bài pháp như vậy mà Đức Phật lại giảng ở một chỗ khác thì Đức Phật phải giảng khác. Khi mà có 1.000 vị đạo sĩ thì lúc ấy Đức Phật giảng một cái bài pháp là tất cả đang bốc cháy, thì Đức Phật nói về nội xứ ngoại xứ và thức xứ 16, 18 thế giới đó. Thì Đức Phật chia sẻ cái danh sắc ra ở cái mức độ nó sâu hơn, rõ ràng hơn. Còn cái người mà có trình độ cao thì Đức Phật nói một cách vắn tắt thì mọi người có thể hiểu được. Còn đối với một cái người mà chưa biết gì cả, một người còn sơ cơ, thì Đức Phật sẽ phải giảng pháp một cách tuần tự, giống như là đầu tiên là phải giảng cho người ta biết được cái lợi ích của những cái pháp thiện và bất thiện,
Ví dụ như là phải dạy một với một người sơ cơ thì người ta phải phải biết việc nào là việc thiện, việc nào là việc bất thiện, làm việc thiện thì được cái gì, làm việc ác thì được thì phải chịu cái quả báo như thế nào. Thì là phải nói đến cái cảnh giới khổ đau và cái cảnh giới an vui. Có những cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, có những cái cõi thiên đường như là cõi trời, lục giới, sắc giới, vô sắc giới, có cái sự tái sinh, có cái tạo nhân và có cái hưởng quả, có cái quả báo của các những nghiệp. Thì người ta có cái niềm tin vững chắc về nghiệp và quả của nghiệp rồi, thì cái tâm nó đã trở nên nhu nhuyễn thuần thục. Thuần thục rồi lúc đấy thì mới bắt đầu giảng đến những cái pháp cao hơn, đó là giảng về những cái pháp chân đế để cho người ta hiểu rõ cái thân và cái tâm. Thì bắt đầu giảng về con mắt, trên con mắt nó có cái gì, nó có sắc, có cái nhãn thức và nó có cái cảnh sắc ở bên ngoài. Ví dụ trên đấy rồi là nguyên nhân tại sao mà nó lại sinh ra cái tham ái đối với cái cảnh trần. Rồi là từ đấy thì Đức Phật mới tách cái cách nào để mà dứt trừ được cái tham ái đối với ngoại cảnh. Thì khi nào mới thấy được cái tính sinh diệt vô thường, khổ vô ngã của nó thì mới dứt được cái tham ái dính mắc đối với ngoại cảnh. Thì tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì trong cái pháp để mà gỡ, cái pháp của Đức Phật dạy là để gỡ chúng sinh ra khỏi cái sự dính mắc đối với cảnh trần. Các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó dính mắc với cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và phải dùng rất nhiều phương tiện trình bày, thuyết giảng để cho chúng sinh đi từ những cái sơ cơ nhất, từ những cái có cái niềm tin cơ bản nhất là cái niềm tin về có cái việc nghiệp thiện, có cái nghiệp ác, có cái quả báo của nghiệp. Sau đó mới khởi lên cho những cái người nghe pháp có một cái niềm tin vào con đường giải thoát. Khi mà có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp rồi thì bắt đầu cảm thấy kinh sợ, có những cái vòng sinh tử, nó có những cái đọa xứ khổ đau. Và nó có cái con đường để đi đến thoát khổ đau. Khi mà khởi được lên cái niềm tin và có cái ước muốn giải thoát rồi thì có thể tinh tấn, dụng công, tu tập, dứt trừ các cái ô nhiễm, đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, đoạn trừ được các nghiệp chướng và đi đến sự giác ngộ. Thì Đức Phật giảng pháp một cách tuần tự như vậy. Thì vì Đức Phật khéo thuyết giảng, biết được cái căn tính của chúng sinh, biết được cái người nào đáng nghe cái pháp cao siêu thì Đức Phật giảng những pháp cao siêu, những cái người nào căn cơ trung bình thì Ngài giảng những cái pháp vừa phải trung bình, những cái người nào mà căn cơ mà còn thấp yếu kém thì Đức Phật giảng những cái bài pháp mà nó rất là cơ bản, nó phổ thông, nó phù hợp với lại cái trình độ của cái người nghe. Cho nên pháp của Đức Phật thuyết giảng giống như là cơn mưa bình đẳng. Thuyết pháp như cơn mưa, một cơn mưa thì cây lớn thì sẽ hút được nhiều nước, cây thấp, cây nhỏ cũng sẽ hút được ít nước. Thì cái Đức Phật giảng ra một bài pháp, người có trí tuệ lớn thì hấp thụ được nhiều cái tinh hoa giáo pháp, người có cái trí tuệ trung bình thì cũng hấp thụ được cái mức trung bình, mà người có cái căn cơ thấp thì cũng hấp thụ được ở cái mức thấp. Thế thì Đức Phật giảng giáo pháp như vậy tùy theo cái căn cơ để thuyết giảng. Thì Đức Phật giảng nó có nghĩa, có văn, để có thể dùng những cái câu văn để thuyết giảng cho một cái người có thể hiểu được. Tùy theo cái văn hóa ở từng nơi mà Đức Phật dùng những cái văn tự khác nhau. Đi đến cái vùng miền này, người ta có cái văn hóa nào. Ví dụ có những cái vùng miền người ta có cái văn hóa mà người ta được học cái kinh Vệ Đà nhiều, cái loại kinh cổ ngữ của Ấn Độ, thì Đức Phật cũng sử dụng những cái ngôn ngữ nó cũng rất là phù hợp với cái văn hóa của cái trình độ học thức của cái chỗ, cái cõi đó, ở cái chỗ đấy để Đức Phật thuyết giảng. Có những cái địa phương người ta có cái văn hóa khác thì Đức Phật dùng những cái ngôn ngữ khác. Thì hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa và hoàn hảo ở đoạn cuối. Chỗ nào cũng dạy những, cũng thuyết giảng những cái điều thiện này mà có nghĩa, có văn, có đầy đủ những cái phạm hạnh thanh tịnh, giảng dạy những cái mà
pháp mà hướng đến cái sự thanh tịnh, hướng đến cái sự cao thượng, cho nên nó có cái sự hoàn hảo ở đoạn cuối. Đó là pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Vì bằng cái trí tuệ toàn giác của mình, Đức Phật thuyết pháp có đầy đủ văn tự ý nghĩa, chỉ dạy những điều thiện này một cách hoàn hảo viên mãn từ cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Thế là pháp học hoàn hảo. Nhưng mà một người mà niệm ân Đức Phật, mình lúc nào mình cũng tác ý đến những cái bài pháp. Ví dụ có những cái người thì yêu quý về về những cái bài pháp thuộc về lý thuyết như là pháp học. Thế là lúc nào mình cũng tưởng nhớ đến những cái bài pháp mình, cái người đấy mình ưa nghe pháp, sau này ưa nghiên cứu giáo pháp, ưa học tập giáo pháp, thì mình tác ý đến những cái sự cao thượng của giáo pháp. Thì cái đấy được thuộc về pháp học, mình tưởng niệm đến pháp học. Và nhưng mà cũng có người thì lại ưa thực hành pháp, luôn luôn tưởng nhớ đến pháp hành và tác ý đến cái sự cao thượng của pháp hành. Thì lúc đấy thì cái người đấy lại có cái sự hướng tâm đến pháp hành, pháp hành hoàn hảo. Thì lúc đấy nếu mà mình thích hướng đến pháp hành thì mình nghĩ đến pháp hành. Pháp hành ở đoạn đầu giới hoàn hảo, ở đoạn giữa định hoàn hảo, ở đoạn cuối là tuệ hoàn hảo. Đến nếu mà nói về pháp hành vậy thì Đức Phật cũng thuyết giảng các cái pháp để thực hành, đó là thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ. Thì đấy nó được thuộc về pháp hành, hai cái lĩnh vực. Thế nào là giới hoàn hảo? Đức Phật thuyết pháp về giới, thực hành giới. Và cái sự thuyết pháp về giới trong đạo Phật thì đó là những điều rất là hoàn hảo, những cái điều cần phải giữ gìn để phòng tránh và ngăn ngừa tội lỗi là giới. Giới thì những cái điều giữ gìn ngăn ngừa tội lỗi. Đức Phật đã chế định giới bổn cho các đệ tử từ thấp cho đến cao. Giới căn bản như của người đại gia 5 giới hay 8 giới, Phật tử xuất gia như sa di tu nữ thì 10 giới, thì kheo 250 giới. Trong đó có giới phòng hộ các căn, giới nuôi mạng thanh tịnh, giới thiểu dục trí túc, các cái hạnh đầu đà. Thì tất cả những cái giới đấy thì nó được Đức Phật chế định một cách nó hoàn hảo. Hoàn hảo về những cái sự ngăn ngừa những điều tội lỗi. Bây giờ mình muốn tránh xa được những cái điều tội lỗi, tránh xa được những điều bất thiện thì mình giữ giới. Giữ giới mình càng, cái sự giữ giới của mình mà càng cao thì cái sự thanh tịnh của mình nó càng cao. Giới đưa thì mình đến cái sự thanh tịnh, tránh được những cái nỗi nập. Có cái khả năng giữ được nhiều giới thì mình càng đạt được cái sự cao thượng. Thì cái cuộc sống phạm hạnh, cái đời sống phạm hạnh của mình nó càng trở nên hoàn hảo hơn. Nên bây giờ giữa một cái người mà buông nung, một cái người mà không có giữ giới gì cả, sống theo tùy theo ý thích, thích làm gì thì làm, với lại một cái người có cái sự giữ gìn, có cái kỷ luật, có cái giới luật, thì hai cái người đấy sẽ khác nhau. Cái người mà càng có nhiều cái quy định, có nhiều cái nghiêm túc, có nhiều cái cần phải giữ gìn, thì cái người đó lại càng trở nên cao thượng hơn, càng trở nên hoàn hảo hơn. Còn cái người sống càng giữ được những, càng ít những cái điều phải giữ gìn, thích làm việc gì thì làm, thì cái người đấy lại càng trở nên hạ nhiệt thấp kém. Thì giữ giới một cách hoàn hảo, tức là người nào mà thọ trì những giới nổi sẽ tránh xa được các điều tội lỗi dù nhỏ nhặt. Nên giữ giới, nên gọi là giữ giới hoàn hảo. Người nào giữ giới thì người đấy sẽ trở nên hoàn hảo về giới hạnh, tức là các cái hạnh lành của người đó càng ngày càng hoàn hảo hơn, các cái đức hạnh của cái người đó càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Đó là nhờ sự giữ giới. Vậy thì Đức Phật đã thuyết giới, thuyết giảng giới một cách hoàn hảo. Còn thứ hai, pháp hành thiền định hoàn hảo. Pháp hành thiền định, định là tập trung tâm vào đề mục thiền, giúp cho tâm được thanh tịnh, chế ngự hoàn toàn các cấu uế phiền não. Mỗi đề mục thiền lại có một cái công dụng khác nhau để đối trị các ô nhiễm. Thì cái người mà thực hành thiền định thì càng thực hành thiền định nhiều thì cái người đấy lại càng trở nên hoàn hảo về cái tâm, về những cái sự thanh tịnh ở nơi tâm.
Ví dụ như là bây giờ một cái người mà có cái tánh sân thì hành thiền tâm từ thì sân tâm nó sẽ được diệt trừ. Người có tánh tham hành thiền bất tịnh thì tâm tham được diệt trừ. Người tánh năng sang tán loạn hành thiền hơi thở vào ra thì cái tâm nó sẽ trở nên định tĩnh. Người có đức tin thì thực hành thiền tùy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì đức tin càng vững chắc. Người có tuệ nhạy bén thì hành thiền phân biệt các đại chủng, thiền tuệ Vipassana thì trí tuệ càng tăng trưởng. Thì cái thiền thực hành thiền nó sẽ làm cho cái người đó thiền định, làm cho cái tâm của người đó càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, càng trở nên cao thượng hơn và càng trở nên thanh tịnh hơn. Nếu mà người muốn phát triển các năng lực thần thông thì thực hành 8 thiền chứng, 10 ca di ná và 14 pháp thuần thục, người đó phát triển được các năng lực về thần thông. Người muốn chứng đắc niết bàn thì thực hành thiền định, rồi dùng cái năng lực thiền định đấy để phát triển trí tuệ, để phát triển thiền tuệ thì sẽ giác ngộ được các sự thật, thì sẽ chứng đắc được niết bàn. Vì cái năng lực của thiền định không thể nghĩ bàn nên pháp thực hành thiền định đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo. Thì trong cái giáo pháp của Đức Phật mà thế, một cái người muốn hoàn hảo về các cái giới hạnh, các cái đức hạnh thì mình hãy thực hành về giữ giới. Nếu mà mình mà muốn hoàn hảo về cái đời sống tâm linh, từ cái mức mà làm cho cái tâm nó thanh tịnh, đoạn trừ được các tham sân si, hoặc là có thể viên mãn được các cái thắng trí, các năng lực thần thông, hay là mình có thể đi đến niết bàn giải thoát, thì mình phải siêng năng thực hành thiền định. Thì cái khả năng của thiền định là hoàn hảo như vậy. Thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có những cái pháp hành đạt đến cái sự hoàn hảo tối thượng nhất, đó là kể cả pháp hành về giữ giới. Đức Phật có thể dạy những cái giới ở cái mức bậc thường, có người giữ giới ở cái mức bậc trung, có người giữ giới ở cái mức bậc thượng, nhưng mà vẫn không có rơi vào cái giới cấm thủ. Đức Phật trong cái giáo pháp của Phật có thể giữ giới ở cái mức độ rất là cao độ, như là 13 cái hạnh đầu đà. Nhưng mà cái mục đích của giữ giới là hướng đến cái sự tri túc thiểu dục. Mục đích của cái sự giữ giới là để đến cái, đạt đến cái sự hoàn thiện, hoàn thiện về nhân cách, hoàn thiện về đức hạnh. Đấy là mục đích của giữ giới, để giới hoàn hảo. Là trong giáo pháp của Đạo Phật tâm hoàn hảo, mình muốn có được những cái tâm thức của mình trở nên hoàn hảo, để có được cái tâm thanh tịnh vô tham, vô sân vô si thì thực hành thiền, để có được những cái năng lực, những cái định tâm rất là cao siêu, và có thể thành tựu được những cái trí tuệ rất là thâm sâu, gọi là các cái thắng trí, thì cũng ở trong cái pháp thực hành về thiền định. Hoặc là muốn đi đến niết bàn giác ngộ thì cũng lấy cái thiền định để làm nền tảng. Cho nên thiền định là một cái pháp không thể nghĩ bàn. Cái năng lực của thiền định là thế, nó vượt khỏi cái suy nghĩ và bàn luận bình thường, và nó đó là một cái pháp hoàn hảo và đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng. Thì mình tác ý đến những cái công năng, những cái sự cao thượng của pháp hành, và mình khởi lên cái tâm hoan hỷ đối với giáo pháp, thì mình sẽ có cái niềm quý kính giáo pháp hơn, tôn trọng pháp, kính trọng pháp, trân trọng giáo pháp và nỗ lực thực hành giáo pháp. Mình thấy được cái sự quý cao thượng về cái sự gọi là cao quý của giáo pháp, và mình sẽ thấy mọi thứ trên thế gian này mà so sánh với giáo pháp thì không có cái gì bằng được. Mọi thứ trên thế gian này trở thành vô nghĩa hết, chỉ có giáo pháp mới là cao thượng nhất. Còn thế nào nữa? Tuệ hoàn hảo. Tuệ là cái loại thấy biết bằng tâm trí, khác với sự thấy biết bằng các giác quan. Thì đây là một pháp hành về tuệ. Tuệ là một cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy để cho một người thực hành về thiền tuệ, hay là thực hành để phát triển trí tuệ. Tuệ thấy biết bằng giác quan là tưởng chi, thấy biết bằng tâm trí là tuệ chi. Thì cái sự thấy biết này, cái sự thực hành thiền tuệ để thấy biết bằng tâm trí
và nó khác với sự thấy biết bằng các giác quan. Ví dụ người đời người ta cứ nói là tôi chỉ tin những gì mà tôi có thể mắt thấy tai nghe, nhưng mà những cái gì có thể mắt thấy tai nghe là những cái cực kỳ nông cạn, những cái đấy nó rất là tầm thường. Những cái gì mà có thể tuệ chi được nó, phải thấy được nó bằng tâm trí, thì cái đấy nó mới là sâu sắc, cái đấy nó mới là cao thượng. Thì đặc biệt là sự thấy biết bằng các pháp chân đế hay các sự thật tối hậu như tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về cao siêu vi tế thì nằm bằng cái giác quan bình thường không thể thấy được, không thể nào mà thấy nghe người nếm đụng chạm đến được, mà chỉ có cái trí tuệ, một cái trí tuệ, một cái định lực mạnh mẽ sâu sắc thì mới thấy được. Nó như là các cái pháp chân đế, như là tâm. Những cái pháp đó, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn là những cái sự thật tối hậu ấy, thì không thể nào mà thấy bằng các giác quan được. Không bao giờ mình dùng mắt mình nhìn có thể thấy được các cái hạt sắc chân đế, hay mình chỉ thấy được những cái hình tướng giả tạo ở trước mắt mình không thể thấy được các cái dòng tâm thức, các cái sát na tâm, các cái lộ trình tâm. Nhưng cái điều đó có thể thấy được bằng trí tuệ, nhờ tuệ chi được các pháp chân đế mà một người có thể chứng ngộ được các cái pháp thánh đế cao thượng. Tức là khi nào mình có phát triển được cái trí tuệ, tức là có thực hành thiền tuệ thì mình thấy được những cái sự thật tối hậu như vậy, thì mình mới giác ngộ ra được các sự thật, mới giác ngộ ra được các cái thánh đế cao thượng. Cái trí tuệ thì nó có văn tuệ là học tập nghe giảng giáo pháp, có được sự hiểu biết đúng. Tư tuệ là tư duy sâu sắc những điều đã học nên có được sự hiểu biết sâu rộng. Tu tuệ là nhờ thực hành thiền chỉ quán nên có được sự giác ngộ chân lý. Thì đấy gọi là pháp hành thiền tuệ, pháp cái pháp hành về tuệ, pháp hành giới, pháp hành định và pháp hành tuệ. Thì cái tuệ quan trọng nhất ở trong đạo Phật là cái tuệ để thực hành, để chứng ngộ, chứng đắc được tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích là những cái loại trí tuệ cao thượng nhất đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo. Thì có những cái người thì người ta có cái hoan hỷ với pháp học, có thể là do mình tâm mình có cái mình hay tưởng nhớ đến pháp học nhiều, và mình hay hoan hỷ đến pháp học, và khi mình sinh ra đời nào mình gặp được giáo pháp thì cái người đấy cũng sẽ nỗ lực thực hành về pháp học, nỗ lực học giáo pháp. Cho nên là có những người có thể học thuộc lòng hết tất cả tam tạng kinh điển, thì đấy là người có hoan hỷ với pháp học. Có những người thì hoan hỷ với pháp hành, để khi mà sinh ra đời mình gặp được giáo pháp mình sẽ nỗ lực thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ, để thực hành cho đến khi mình thành tựu được những cái pháp này, các cái pháp về giới định tuệ đấy, thì đấy là cái người mình có cái nhân duyên rất là sâu sắc với pháp hành. Có những người thì thành tựu cả hai quân bình, cả pháp học pháp hành, pháp nào mình cũng trân trọng, mình cũng quý kính. Thì cái người mà nghiệp ân đức pháp nó sẽ tạo ra cho mình có được cái tâm hoan hỷ với giáo pháp, tạo được cái nhân duyên sâu sắc với giáo pháp. Thì trong khi niệm ân đức pháp, mình tưởng nhớ đến cả pháp học pháp hành, thì sẽ tạo được cái duyên lành với cả hai loại pháp học pháp hành. Thì có một loại pháp nữa, đó là pháp thành tịu, gọi là pháp thành tịu, pháp học, pháp hành và pháp thành tịu. Pháp thành tịu tức là chứng đắc được các đạo quả, gọi là pháp thành. Sơ quả, nhị quả thì giới hoàn hảo, tam quả định hoàn hảo và tứ quả là tuệ hoàn hảo. Thì đây là cái sự hoàn hảo ở trong pháp hành. Một người mà chứng đắc được các đạo quả thì cái vị đó cũng thành tựu được những cái pháp hoàn hảo. Như người chứng được sơ quả, nhị quả này, thế nào là sơ quả, nhị quả, giới hoàn hảo này. Một người mà thực hành thiền chỉ, thiền quán, chứng đắc được sơ quả tu đà hoàn hoặc nhị quả tu đà hàm, thì trong nội tâm siêu thế tự động phát sinh ba cái tâm sở tiết trệ: chánh ngữ không nói dối, chánh nghiệp không tạo ác nghiệp, nớn chánh mạng không nuôi sống tà mạng. Thế là cái người đấy sẽ tự động giữ giới
một cách hoàn hảo luôn. Giới hạnh của vị ấy thanh tịnh một cách tự nhiên, cho dù có sinh sang một kiếp sống khác thì giới cũng không thì cái giới cũng vẫn tự động thanh tịnh như vậy, nên gọi là giới hoàn hảo. Như là bây giờ một cái người bình thường ấy, mà bắt mình giữ giới chẳng hạn, mình giữ giới thì mình phải cố gắng, có lúc mình sẽ quên, mình sẽ phạm giới, có những lúc mình sẽ có lúc thì mình nhớ thì mình giữ, có lúc mình quên thì mình lại phạm. Cho nên là thỉnh thoảng nó cứ có cái sự phạm giới, rồi lại phải sám hối, rồi lại xin lãnh giới. Nhưng mà khi nào mà đạt đến những cái sự chứng đắc được đạo quả, sơ quả hay là nhị quả này, thì cái người đấy không cần phải cố gắng giữ giới, vì nó có cái tâm tự động nó giữ giới, tự động nó thanh tịnh, nó không khởi được lên cái tâm bất thiện lớn nữa. Cho nên là không có thể nào, nó có ba cái tâm nó tiết chế, tránh ngữ, tự động ở trong tâm thức, trong cái tâm siêu thế nó có cái tâm tránh ngữ, nó làm cho cái người đó không nói dối, chỉ nói sự thật. Chánh nghiệp, đó là vị đó sẽ không tạo những cái ác nghiệp, không tạo những cái ác nghiệp lớn để phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh nữa. Những cái ác nghiệp nhỏ nhỏ thì đôi khi vẫn còn phạm, nhưng mà không có lớn, nhưng không bao giờ phạm những ác nghiệp lớn, bởi vì cái tâm tham sân si nó yếu đi, nên là nó không còn mạnh nữa, cho nên là không tạo được cái ác nghiệp lớn. Và chánh mạng là không nuôi sống bằng tà mạng. Vì nếu như cái vị đó mà sống ở cái đời sống tại gia, vị đó có thể chứng sơ quả nhị quả nhưng vẫn có thể sống ở cái đời sống tại gia, thì dù sống ở đời sống tại gia thì vị đó cũng sẽ chọn những cái nghề nghiệp lương thiện, chứ không bao giờ làm những cái nghề bất thiện. Nhưng bảo cái vị đó đi làm một cái nghề gì đó mà bất thiện, như là sát sinh, như là hại vật, hay là làm những cái nghề mà có tổn hại đến trực tiếp hay gián tiếp tổn hại đến chúng sinh khác, thì vị đó sẽ không làm. Mặc dù vị đó chưa được học Phật pháp thì vị đó vẫn có cái giới thanh tịnh, đó là vị đó đạt được cái giới hạnh hoàn hảo ở kiếp này, hay là sinh sang kiếp khác vẫn có cái giới hoàn hảo. Còn định hoàn hảo, tam quả, người mà chứng đến tam quả thì định hoàn hảo. Một người thực hành thiền trì quán cho đến khi chứng được tam quả a la hán thì cái tâm của vị đó xa lìa được tham dục và sân hận, nên trở nên thanh tịnh một cách tự nhiên. Vị ấy có thể tu chứng tất cả các bậc thiền định một cách dễ dàng, bao gồm cả mức định cao nhất là diệt thọ tưởng định, nên gọi là tam quả thì định hoàn hảo. Một người mà chứng đến tam quả thì cái định của cái người đó mới rất là vững mạnh, rất là vững chắc, rất là mạnh mẽ. Vị đó có thể an trú ở trong định bất cứ lúc nào cũng được, phát triển cái tâm định đến cái mức nào nó cũng dễ dàng, không còn khó như những người khác đâu. Vì cái tâm sân với cái tâm tham là nó đã được đoạn trừ, và hai cái tâm đấy nó làm cho cản trở cái tâm định của cái tâm của cái người hành thiền nhất. Nên nếu mà đã được đoạn trừ hai cái tâm tham với sân rồi thì cái tâm nó rất là thanh tịnh, cho nên vị đó có thể phát triển được cả những cái bậc mức thiền rất là cao và rất là dễ. Cho nên là ở tam quả là định hoàn hảo, tứ quả là tuệ hoàn hảo, tức là người chứng đến quả a la hán là trí tuệ hoàn hảo. Tứ quả, người thực hành thiền trì thiền quán cho đến khi chứng đắc a la hán thì tất cả các phiền não vi tế nhất cũng được diệt trừ, trí tuệ của vị đó trở nên hoàn toàn sáng suốt, có đầy đủ tam minh, túc nặng minh, thấy các cái đời sống quá khứ, thiên nhãn minh, thấy rõ sự chết và tái sinh về nhiều cõi sống khác nhau tùy theo nghiệp, và lậu tận minh, thấy rõ phiền não đã được đoạn trừ và con đường đi đến đoạn trừ phiền não. Vì vậy được gọi là tứ quả thì tuệ hoàn hảo. Người mà chứng đến quả a la hán thì trí tuệ lúc đấy mới thật sự hoàn hảo, mới thật sự viên mãn. Thì đấy là pháp học, pháp hành và pháp thành tịnh đã được Đức Phật thuyết giảng một cách viên mãn, một cách hoàn hảo. Thì cái người niệm ân đức pháp là vậy, mình tưởng nhớ đến pháp học cũng được, tưởng nhớ đến pháp hành cũng được, mình tưởng nhớ đến các cái pháp thành tựu này cũng được. Lúc đấy mình tưởng nhớ đến cái ân đức Svakato Bhagavata Thambo, thì pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo. Cứ niệm liên tục như vậy, và trong tâm mình phải tưởng nhớ đến ba cái loại pháp này: pháp học, pháp hành, pháp thành tựu này. Mình tưởng nhớ đến một trong ba ân đức đấy được, tưởng nhớ đến cả ba ân đức đấy cũng được. Thì cái tâm của mình nó sẽ chìm vào các cái ân đức này, các cái ân đức của giáo pháp này, các cái ân đức cao thượng của giáo pháp. Thì
thì nó sẽ đắc được định do niệm ân đức pháp. Ân đức thứ hai, Sanditiko, Sanditiko giáo pháp của Đức Thế Tôn thiết thực hiện tại. Hoặc là mình niệm đến cái ân đức thứ hai, người mà nào mà niệm xong cái ân đức thứ nhất rồi thì người đấy sẽ niệm phát đến cái ân đức thứ hai. Sanditiko, Sanditiko giáo pháp của Đức Thế Tôn thiết thực hiện tại, giáo pháp của Đức Thế Tôn thiết thực hiện tại. Ý nghĩa của Sanditiko thiết thực hiện tại, thiết thực là đúng với sự thật. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ dạy đúng với sự thật. Có những cái sự thật nó thuộc nó tương đối, nhưng mà cũng có những cái sự thật là tuyệt đối. Nên là có những cái sự thật Đức Phật giảng dạy những cái sự thật, ví dụ với những cái người mà người ta sống ở cái đời sống thế gian, người ta còn phải làm ăn, còn phải sinh sống, còn thì người ta chưa đi đến những cái pháp cao siêu tuyệt đối được. Người ta chỉ làm được những cái việc thiện ở cái mức tương đối thôi. Người ta chỉ có thể thực hành pháp ở cái mức tương đối thì Đức Phật sẽ dạy cái pháp tương đối. Còn nếu mà cái người nào mà người ta có thể thực hành những cái giáo pháp một cách tuyệt đối, người ta có thể hướng tâm đến cái điều thiện một cách tuyệt đối thì Đức Phật sẽ giảng dạy những cái pháp tuyệt đối. Cho nên nó có sự thật tương đối, Đức Phật tuyệt đối. Đức Phật giảng dạy cho những cái người khác đó là hãy làm lành thì sẽ gặp lành, chứ Đức Phật không dạy là muốn gặp điều lành thì phải cầu xin lễ bái, mà Đức Phật dạy là phải làm những việc này thì sẽ gặp những điều này. Người nào làm việc ác thì sẽ gặp việc ác. Vậy người nào mà gặp việc ác là người đó đã làm việc ác, người nào đang làm việc ác thì người đó sẽ gặp những cái điều ác. Người nào mà đang gặp những cái điều này là người đó đã làm việc này, người nào đang làm việc này thì người đó sẽ gặp những điều này. Đó là những cái điều mà tương đối nhất. Bây giờ ai đang làm việc ác thì hãy bỏ ác và làm lành. Còn ai mà chưa tu được cái tâm tính nó còn bất thiện thì phải tu tâm dưỡng tánh. Đấy là những cái điều căn bản, cái điều tương đối với một cái. Những cái người mà chỉ thực hành được pháp tương đối thì hãy làm như thế là được rồi. Đấy. Tránh xa các việc ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Đó là cái đơn giản, căn bản. Còn nếu mà những cái người nào mà người ta có thể thực hành pháp một cách tuyệt đối, người ta muốn phát triển cái điều thiện này đến cái mức tuyệt đối, thì Đức Phật cũng sẽ giảng những cái pháp thiện mang cái tính tuyệt đối. Tuệ chi nam muội, sự thật về khổ. Tuệ chi duyên khởi, sự thật về khổ. Nhân sinh ra khổ là khổ tập. Tuệ chi niết bàn, sự thật về diệt khổ. Tuệ chi sự sinh diệt không ngừng nghỉ của năm uẩn là sự thật về con đường thoát khổ. Đấy là những sự thật tuyệt đối. Những cái sự thật tuyệt đối này thì chỉ có những người mà chuyên tâm thực hành giáo pháp, ví dụ như người xuất gia hoặc những người chuyên tâm hành thiền chỉ quán miên mộc, thì Đức Phật sẽ dạy những cái pháp cao thượng tuyệt đối này. Tuệ chi năm uẩn. Như bây giờ dạy mình làm những cái điều này thì dễ, dạy làm điều này thì có dễ không? Để mà làm được cái điều này thì lại khó. Vì vậy cho nên là pháp nữa. Vậy thì bây giờ mình biết là mình là cái người đang hành theo pháp tương đối hay là hành theo pháp tuyệt đối. Pháp tuyệt đối khi nào mình thực hành những cái này thì sẽ những cái điều thiện mà cái tính tuyệt đối. Thế đấy là những sự thật, có sự thật là tương đối, có sự thật là tuyệt đối. Thì đấy được gọi là giáo pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực. Thiết thực là vậy. Sanditiko thiết thực. Thiết thực, hiện thực. Giáo pháp là những giáo pháp thiết thực. Khi mà mình có học pháp rồi mình mới biết được, ôi, sao Đức Phật nói những cái điều mà nó chân thực đến như vậy. Nó chân thực đến như vậy. Nó không có, không giống bất cứ một cái pháp gì mình học ở bên ngoài. Bao nhiêu những cái kiến thức mình nhồi nhét ở trong đầu, để mình thử quan sát lại xem là nó có cái gì thiết thực không, có cái gì mà nó thiết thực. Nhưng mà khi mà mình học được giáo pháp thì mình mới thấy những cái điều đó nó mới là những cái điều thiết thực. Thiết thực, thiết thực nó còn có ý nghĩa là chân chánh. Thiết thực là chân thật. Và thiết thực cũng là chân chánh. Chánh là đúng với sự thực. Chánh là
những cái điều mà nó là ngay thẳng, cái điều gì mà chân chánh cũng được gọi là thiết thực. Thì Đức Phật dạy là phải thấy biết một cách chân chánh, thấy biết mình nên nên học thấy là biết, là tức là mình nên hiểu biết một cách những cái gì đáng hiểu biết ấy, thấy những cái gì đáng thấy, biết những cái gì đáng biết. Vì ở trên đời nó có rất nhiều những cái không đáng biết mà mình cũng cứ đi biết, có những cái không đáng thấy mà mình cứ thấy, thấy biết nhiều cái làm cho cái tâm của mình nó rối bời đi. Giống như là mình ăn những cái gì đáng ăn, thấy cái gì cũng ăn vào, giống như ăn tạp, đau bụng. Thì cái tâm mình cũng vậy, học, học những cái gì đáng học, những cái gì, như còn bạn cái gì mình cũng nhét nó vào trong đầu, thì là nó bị loạn tưởng, thậm chí nó bị loạn tưởng đi, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai nữa. Thì Đức Phật dạy là thấy có cái sự chọn lọc, biết có cái sự chọn lọc, thấy cái đáng thấy, gọi là thấy biết những cái chân chánh, suy nghĩ chân chánh. Nên bây giờ mình cho mình ngồi, mình tự cho mình ngồi một mình suy nghĩ, thì mình suy nghĩ cái gì? Cái gì đáng suy nghĩ và cái gì không đáng suy nghĩ? Thì mình có hay nghĩ những cái gì mà nó không đáng suy nghĩ không? Nghĩ những cái gì mà làm cho tâm của mình nó cao thượng, nó thanh tịnh lên thì mình suy nghĩ. Còn những cái suy nghĩ đến những cái gì mà nó chỉ làm cho mình tăng thêm cái tâm tham, tăng thêm cái sân hận, tăng thêm cái si mê, tăng thêm cái tà kiến, thì mình không nên suy nghĩ. Nói những cái lời chân chánh, những cái gì mà những cái điều tốt mình nên nói. Có những cái lời nói vô ý nghĩa thì chớ nên nói. Hành động chân chánh, có những việc nào, có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Có những cái còn làm ăn chân chánh, có những nghề nghiệp mình nên làm, có những nghề mình không nên làm. Siêng năng chân chánh, có những cái mình nên siêng năng, có những cái mình không nên siêng năng. Đấy, siêng năng làm những việc đáng làm, chứ mình không nên siêng năng làm những việc không đáng làm. Nhớ nghĩ chân chánh, chứ không nên nhớ nghĩ không chân chánh. Nhớ ở đây có nghĩa là cái gì? Nhớ đây là niệm ấy, niệm chân chánh. Ví dụ như là mình nhớ về hơi thở, có phải là nhớ chân chánh nhá. Thường thường ở trong tâm hay nhớ cái gì? Người ta hay kêu là tôi nhớ cái này, tôi nhớ cái kia. Thì thường thường là hay nhớ cái gì lắm? Nhớ người thân, nhớ người thương, nhớ những cái mà không đáng nhớ, có những cái mình không đáng nhớ. Nhớ cái món ăn này lắm, có nhiều cái nhớ. Nhớ cái này, nhớ cái kia lắm, đi xa, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ đủ thứ. Thì có những cái mình nhớ, nó chỉ làm cho mình phiền não. Còn có những cái nhớ mà nó làm cho mình hết phiền não. Thì mình nên nhớ cái gì? Nhớ Phật. Có ai kêu là lâu lắm giờ tôi không được, tôi nhớ Phật lắm à? Có ai kêu tôi nhớ Phật lắm à? Thì phải về chùa lễ Phật thì để cho hết nhớ Phật. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ những cái đề mục thiền, như là hơi thở vào ra, nhớ những cái Pháp, tất cả những cái Pháp thiện, để nhớ giáo Pháp. Thì đấy là nhớ nghĩ chân chánh, tức là mình giữ cái tâm của mình đến những cái điều tốt, làm cho mình trở nên vô tham, vô sân, vô si, thì là nhớ. Nhất tâm chân chánh, nhất tâm là chuyên tâm. Mình nhớ cái gì mà mình nhớ nhiều nó sẽ thành nhất tâm. Mình cứ nhớ đến một cái gì đó mà nhớ liên tục nó sẽ thành nhất tâm. Nên gọi là có cái sự nhất tâm chân chánh. Nhất tâm làm một cái việc gì đó, ví dụ bây giờ mình quyết định làm một cái việc gì đó, thì đêm ngày mình sẽ nhớ đến cái việc đó. Sau đó cái tâm của mình nó sẽ hợp nhất đối với lại cái điều mà mình đang muốn làm đấy, và nó sẽ trở nên nhất tâm. Và lúc đấy nó sẽ giống như là mình hành thiền và đạt đến sự nhất tâm,
thì nó rất là mạnh mẽ. Mình hướng đến một cái việc gì mà hướng đến nhiều quá nó trở thành nhất tâm thì nó cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Thì mình phải nhất tâm chân chánh, nhất tâm đến những cái điều tốt một cách chân chánh. Thế chứ không nên có những cái không nên nhất tâm, có những cái thì nên nhất tâm. Thì đấy là cái giáo pháp thiết thực mang cái ý nghĩa là chân chánh. Còn hiện tại giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là thiết thực, thiết thực ở ngay trong được cái cuộc sống hiện tại này. Bất cứ khi nào thực hành pháp thì sự an lạc sẽ hiện diện ngay tức thì. Đấy là cái sự hiện, cái thiết thực hiện tại. Ví dụ khi nào mình tưởng nhớ, mình có chánh niệm thì mình có sự an lạc của chánh niệm. Khi nào mình để tâm vào hơi thở một cái, mình sẽ có cái sự an lạc của cái sự chú tâm vào hơi thở. Bây giờ mình cứ hướng tâm đến Đức Phật, mình sẽ thấy nó có cái niềm hoan hỷ, có cái sự an lạc nó khởi lên ngay. Thì giáo pháp nó có cái sự thiết thực, thiết thực hiện tại là vậy. Nếu mà một cái người thực hành pháp, mình sẽ thấy ngay cái lúc mình thực hành pháp đấy, mình có sự an lạc. Cái điều đó là cái điều nó, cái giáo pháp đưa đến cái sự thanh tịnh, đưa đến sự cao thượng, rất là thiết thực và ngay trong hiện tại. Bây giờ mình khởi tâm, mình nhớ đến một cái người mình ghét mà xem, thì tâm nó làm sao? Tâm nó sẽ bùng cháy, thiêu đốt, nóng bức, khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình khởi tâm, mình nhớ đến một cái bậc có giới đức cao thượng, ví dụ mình nhớ nghĩ đến Đức Phật, thì lúc ấy cái tâm của mình làm sao? Cái tâm của mình nó sẽ dịu mát, nó sẽ an lạc, nó sẽ hoan hỷ, nó sẽ cảm thấy nó, cái tâm nó thanh tịnh, nó cao thượng ngay lập tức. Thì tất cả cái giáo pháp của Đức Phật là vậy. Khi nào mình có chánh định thì có sự an lạc của chánh định. Khi nào có chánh trí thì có sự an lạc của chánh trí. Khi nào có giải thoát thì có cái sự an lạc của giải thoát. Khi nào một cái người mà người ta phát triển được định rồi, thì người ta có thể an trú ở trong cái định đấy suốt cả ngày. Người ta có tuệ thì người ta an trú ở trong cái sự an lạc của cái tuệ suốt cả ngày. Người ta có được cái pháp giải thoát, người ta an trú ở trong cái pháp giải thoát đấy. Ngay lập tức, cứ lúc nào mình thành tựu được cái pháp gì thì mình sẽ được an trú ở trong cái pháp đấy, ở trong cái sự hiện tại lạc trú đấy. Mình sẽ được cái sự an lạc ngay ở hiện tại này. Nên gọi là thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại. Đấy là cái pháp của Đức Phật là vậy. Rất là thiết thực và rất là hiện tại. Rất là thiết thực và ngay trong hiện tại này. Cho nên là một cái người mà mình học giáo pháp, mình sẽ thấy có cái niềm hoan hỷ. Mình thực hành giáo pháp, mình sẽ có cái sự hoan hỷ và an lạc đối với pháp hành. Nhưng một người thành tựu được cái pháp đạo quả thì mình sẽ thấy có cái sự an lạc đối với những cái đạo quả giải thoát đấy. Thì giáo pháp thiết thực là thế. Thiết thực là hiện tại lạc trú ngay. Cho nên là có thấy ai mà đến học giáo pháp mà khổ không? Nên là tại sao cứ thấy người ta đi tu thì cứ sợ người ta khổ? Ví dụ bây giờ mình bảo cho mấy người thân đi tu nhá, thì mình sẽ nói sao? Không đâu, sợ đi tu người ta khổ. Nhưng mà ai là người khổ? Ai là người khổ? Cái người ta đến với pháp, người ta an lạc thế này, bảo người ta khổ. Người ta ở trong giáo pháp 1 giờ phút, người ta an lạc 1 giờ phút. Người ta ở trong giáo pháp 1 ngày, người ta an lạc 1 ngày. Ta ở giáo pháp, trong giáo pháp 1 đời, người ta an lạc 1 đời. Người ta trú trong sự an lạc. Mình đang đau khổ, mình lại không biết là mình khổ. Mình khổ, mình đang đi thương hại cái người an lạc là khổ. Thấy có ngược đời không? Nên là cái ai mà không cho cái người thân của mình đi tu thì cái người đấy là cái người gì? Người đấy là cái người gì? Không biết thế nào mà đấy là người không có duyên với giáo pháp. Thế này những cái người mà người ta không được niệm pháp, người ta không được hiểu pháp, người ta không được thực hành pháp, người ta không sống với pháp, người ta không biết cái sự an lạc của cái người được sống với pháp. Cho nên cái người mà được sống với pháp rồi, người ta được an trú trong cái sự hiện tại lạc trú của giáo pháp rồi, bây giờ mình có thể đem cái gì đến mình dụ dỗ được người đấy không? Và thôi bây giờ bỏ giáo pháp đi, về đây tôi cho cái, muốn cái gì tôi cho cái đấy, muốn tiền tôi cho tiền, muốn nhà cửa danh vọng địa vị cái gì tôi cho. Thì cái người mà ở người ta đang được hưởng cái an lạc của giáo pháp này, người ta có đánh đổi không? Người ta sẽ không đổi. Và về đây cho làm vua, vua người ta không làm. Giống như thái tử Tất Đạt Đa,
từ bỏ hết, bỏ cả cái ngôi vua đấy, bỏ cả cung vàng điện ngọc, bỏ hết vợ đẹp con yêu, bỏ hết cha già mẹ yếu, bỏ hết. Bởi vì sao? Bởi vì giáo pháp an lạc quá. Cho nên là bây giờ nên bỏ hết đi, để thực hành giáo pháp thì mình sẽ biết được cái sự an lạc của giáo pháp. Thì mình biết được trên thế gian mọi thứ là vô nghĩa, chỉ có giáo pháp mới là hạnh phúc cao thượng nhất, đó là hiện tại lạc trú. Chứ mình đừng có lo là mình đến với pháp là khổ. Nhưng mà có người nào đến với pháp mà khổ không? Đến với pháp mà khổ là do mình, cái tâm của mình nó không có đạt được pháp ấy. Tâm của mình không để vào pháp, tức là thân mình ở pháp, ở với pháp nhưng tâm mình ở đâu? Thân thì ở với pháp nhưng mà tâm thì lại ở với đời, thì mình khổ, lúc nào cũng khốn khổ. Thì nhưng mà mình mà đến với pháp, thân của mình ở với pháp mà tâm của mình cũng ở với pháp thì sẽ không có sự khổ, chỉ có sự an lạc thôi. Nhưng mà có những cái người mà thân mình không đến với pháp mà chỉ có tâm mình hướng đến pháp thì mình có an lạc không? Nó cũng an lạc nhưng mà nó không được hoàn hảo, nó không được viên mãn. Mình hãy đến với pháp bằng cả, đến với pháp bằng cả cái hình tướng và bằng cả tâm thức thì là an lạc nhất. Còn nếu không nữa thì mình đến với pháp bằng cái tâm, nhưng mà cái tướng của mình thì chưa đến được. Đến bằng cái tâm là làm sao? Đến bằng cái tướng là làm sao? Đến bằng cái tướng là mình thay đổi cái hình tướng của mình đi ấy. Ví dụ mình từ bỏ những cái gì mà không cần thiết nữa, buông bỏ hết đi. Còn đến bằng cái tâm là cái mình có thể thực hành pháp giới định tuệ, là đến bằng cái tâm rồi. Đấy, mình sẽ an trú ở trong cái giáo pháp. Còn mình đến với pháp bằng cái thân nhưng mình không đến bằng cái tâm thì có tán thán không? Đến với giáo pháp bằng cái thân mà không đến bằng cái tâm thì nguy hiểm ấy. Nguy hiểm cho pháp. Niệm ân đức thứ ba là Akaniko. Giáo pháp của Đức Thế Tôn vượt khỏi thời gian. Vượt khỏi thời gian, Akaniko. Đây là niệm đến cái ân đức thứ ba, Akaniko, Akaniko. Ý nghĩa của Akaniko là vượt khỏi thời gian. Ân đức này có ý nghĩa là pháp giải thoát của Đức Thế Tôn sinh lên trong khoảng thời gian không có gián đoạn. Ví dụ một người thực hành thiền Vipassana, khi các cái barami, tức là ba la mật đã đạt đến sự chín mùi, trí tuệ giác ngộ sẽ liền phát sinh. Một tâm đạo sinh lên có nhiệm vụ đoạn trừ phiền não, tiếp theo sau là tâm quả sinh lên để trải nghiệm sự giải thoát. Thời gian từ tâm đạo đến tâm quả không có gián đoạn nên gọi là vượt khỏi thời gian, hay là không có thời gian. Akaniko, pháp không có thời gian. Pháp là như vậy. Nhưng một người bây giờ mình chưa chứng đắc đến đạo quả thì nó không có thời gian ở cái gì? Thì nó không có cái thời gian ở cái mà từ cái sự thực hành pháp cho đến cái sự hưởng cái sự an lạc của pháp ấy. Nghĩa là nó bằng nhau. Bất cứ lúc nào mình chú tâm vào thực hành pháp thì cái lúc đấy cái sự an lạc nó sinh lên. Mình thực hành ở cái mức thấp thì có cái an lạc thấp, có cái hỷ lạc nó thấp. Mình thực hành ở cái mức độ cao thì có cái hỷ lạc nó cao. Như là lúc mình chú tâm vào hơi thở mình thấy có hỷ lạc ấy. Và ai thực hành thiền thì mình sẽ cảm nhận được cái hỷ lạc ấy. Do mình nhất tâm ở trên cái hơi thở được nhiều thì cái hỷ lạc nó nhiều. Khi nào cái hỷ lạc ấy nó sung mãn thì nó toàn thân mình được thấm nhuần tẩm ướt bởi cái trạng thái hỷ lạc. Do mình cái tâm mình nó xa lìa được những cái ô nhiễm thì nó sinh ra cái hỷ lạc. Cho đến khi nào mình đạt được cái sự tuyệt đối chứng đắc được đạo quả thì cái hỷ lạc nó sẽ trở nên viên mãn rốt ráo. Pháp giải thoát, cái ý nghĩa nữa của cái pháp mà vượt khỏi thời gian Akaniko này, pháp giải thoát là pháp vô vi. Pháp vô vi thì không bị chi phối bởi thời gian nên nó không có già, không có bệnh và không có chết. Tức là một người mà khi mình đạt đến pháp giải thoát rồi thì mình sẽ không bị chi phối bởi thời gian về già bệnh chết nữa. Các pháp hữu vi bị chi phối bởi thời gian và nó có tính sinh già bệnh chết. Tất cả mọi thứ ở trên thế gian này nó đều có tính sinh già bệnh chết. Ví dụ con người sinh ra phải có già, có bệnh, có chết. Tất cả vạn vật trên thế gian này, cái gì nó có hình tướng, nó phải có sự hủy hoại. Tức là nó sẽ đang già, đang bệnh và đang chết theo thời gian.
mình sẽ không có một cái gì mà nó vĩnh hằng ở trên thế gian này hết. Đấy, dù là cái trái đất này nó cũng không vĩnh hằng, mặt trời mặt trăng nó không vĩnh hằng, không có cái gì vĩnh hằng, vì nó đang bị thời gian, nó đang gặm nhấm những cái tất cả những cái vạn vật trên thế gian này. Đấy, nhưng có một cái pháp vượt khỏi thời gian, đó là pháp bất tử, pháp giải thoát là pháp bất tử, pháp vượt khỏi sự chi phối của thời gian. Tức là khi nào mình đạt được đến cái pháp giải thoát, tức là niết bàn tuyệt đối, thì lúc ấy mình mới đạt được đến cái trạng thái bất tử, là vượt khỏi sự chi phối của thời gian, chấm dứt sinh già bệnh chết. Thì cái pháp đấy gọi là pháp akaniko, không có thời gian, pháp vượt khỏi thời gian, vượt khỏi sự chi phối của thời gian. Thời gian ăn hữu tình, ăn tất cả ăn mình. Ai là hữu tình đấy lại ăn tất cả thời gian. Niệm ân đức thứ tư, Ehipasiko, hãy đến để mà thấy. Ehipasiko, Ehipasiko, tức là pháp của Đức Thế Tôn, hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà thấy. Đây là cái pháp. Pháp là đến, tại sao là Đức, tại sao là hãy đến để mà thấy? Đến đâu để mà thấy cái gì? Phải đến chùa để thấy, đến chùa để mà thấy pháp, hay đến chùa để thấy Phật? Đến chùa thì thấy cái gì? Đến chùa hay là đến pháp đến để mà thấy? Vậy Đức Phật đã bảo là mình hãy đến để mà thấy, là đến đâu và để thấy cái gì? Ehipasiko, pháp đến để mà thấy, pháp đến để mà thấy. Thế nên cái ân đức thứ tư của giáo pháp, ý nghĩa của cái câu này, Ehipasiko, đến để mà thấy pháp của Đức Thế Tôn, để cho mọi người tu tập nhờ vậy mà đạt được sự giác ngộ, thấy biết được các sự thật. Hãy để cho mọi người tu tập, đến để tu tập. Vậy thì pháp của Đức Thế Tôn là hãy đến tu tập, hãy đến đây tu tập, hãy đến đây tu tập. Lúc nào cũng mời, lúc nào cũng mời. Cho nên là gọi là cửa chùa lúc nào cũng phải, lúc nào cũng phải rất là rộng, chứ không được làm cửa chùa hẹp. Cửa chùa là phải rộng rãi, mênh mông, thanh thang, để cho mọi người được đến, để cho mọi người đến mà không có e ngại gì cả. Cửa chùa mà lúc nào cũng đóng khư khư, lúc nào mà nó cũng nhỏ hẹp thì không ai dám đến. Nên là cửa chùa là phải làm nhiều cổng ấy. Ví dụ như chùa Phúc Minh là 1 cổng, 2 cổng, 3 cổng, 4 cổng, càng ngày càng nhiều cổng. Đấy là mời mọi người hãy đến tứ phương, 4 phương thiên hạ, mời đến hết cả cổng ra nghĩa trang, cổng ra ngoài đằng trong. Thì đấy là hãy đến đây để làm gì? Hãy đến đây tu tập để mà giác ngộ, để mà thấy được các sự thật. Chứ không đến thì không thấy, không thấy thì không giác ngộ được. Vậy đến nó có cái nghĩa là hãy tiếp nhận giáo pháp, hãy thọ trì giáo pháp. Tiếp nhận như là thọ trì, hãy thọ trì giáo pháp đi. Đấy là đến. Đến cũng có nghĩa là thọ trì giáo pháp, đến có nghĩa là tiếp nhận giáo pháp, đến có nghĩa là thực hành giáo pháp. Ba cái này nó giống nhau, cũng là một thứ đến thôi. Tiếp nhận cũng là thọ trì cũng là thực hành. Vậy thì nó chỉ có một cái nghĩa là hãy đến đây để thực hành giáo pháp. Thế không? Đến để mà thấy. Vậy thì hãy thực hành giáo pháp đi. Hãy thực hành giáo pháp đi thì sẽ thấy được những sự thật. Thấy có nghĩa là tuệ. Thường nhờ thực hành nó phát sinh ra trí tuệ mà. Thì người thực hành giáo pháp nó sẽ phát sinh ra trí tuệ. Tuệ thì tuệ chi các sự thật. Có thấy có nghĩa là tuệ, để mà tuệ chi được sự thật. Thấy có nghĩa là ngộ, giác ngộ các sự thật. Thấy có nghĩa là minh, sáng tỏ sự thật. Đấy là cái người mà thấy. Thấy là thấy sự thật, tuệ chi sự thật, giác ngộ sự thật, sáng tỏ sự thật. Khi một người chưa hiểu giáo pháp thì có nhiều thứ mình không biết, như là tại sao mình sinh ra trên đời có người tốt, người xấu, có người sướng, người khổ, người trí, người ngu. Cái điều đó mình không biết, tại sao trên đời nó lại như thế nhỉ? Tại sao trên đời này có người khác nhau như thế, người sống lâu, người chết non?
người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo. Cái điều đó nếu một người không học giáo pháp mình không biết được cái nhân, nhưng mà một người có học giáo pháp thì mình sẽ biết, một người thực hành giáo pháp mình sẽ thấy được điều đó, mình thấy được cả nhân cả quả. Và khi chết sẽ đi về đâu nhỉ? Liệu có quả báo của nghiệp thiện, nghiệp ác không? Mình sẽ có những cái điều mình không biết như vậy. Mình sẽ có cái điều mình hoài nghi mà không biết thì chết rồi sẽ như thế nào, đi về đâu? Người làm việc thiện thì cái chết như thế nào? Người làm việc ác thì chết như thế nào? Niết bàn là như thế nào? Niết bàn là cái gì? Giải thoát là cái gì? Giác ngộ là cái gì? Những cái điều đấy là mình không thấy, mình không biết. Bây giờ mình muốn thấy điều đó, muốn biết điều đó thì hãy đến. Hãy đến để mà thấy, hãy đến để mà biết, hãy đến để mà thực hành, hãy đến để mà tu tập. Đến đây tu tập thì sẽ biết được những điều đó. Đến để mà thấy. Khi đến với giáo pháp rồi ta sẽ thấy được nhiều sự thật. Thực hành giáo pháp càng cao thì sự thấy càng lớn. Ví dụ thực hành thiền nên có tâm định, do có tâm định nên thấy được các đời sống quá khứ, đấy là thấy. Do có tâm định nên thấy chúng sinh sau khi chết tái sinh theo cái nghiệp của mình, thọ cái sự vui khổ khác nhau. Đấy là nhờ có sự thực hành giáo pháp mình thấy điều đó. Do có tâm định nên mình thấy sự thật của cái tâm, cái thân tâm này chỉ là danh sắc chân đế. Đấy là những cái pháp chân thật, những cái pháp tột cùng, những cái sự thật tột cùng. Đấy, đó là danh và sắc. Thì mình cũng phải có cái sự thực hành, có phát triển được định, mình sẽ thấy được những cái điều này. Sẽ thấy. Do có tâm định nên thấy được các nhân duyên sinh khởi ra danh sắc. Nên mình sẽ thấy được tại sao mình có cái sắc thân là sắc thân người. Tại sao cũng có chúng sinh có sắc thân nhưng mà là sắc thân trâu, con bò. Tại sao nó lại cũng sinh ra mà có người sinh ra làm người nam, có người sinh ra làm người nữ. Có người thì có cái sắc tốt, có người có sắc xấu. Thì mình sẽ thấy được các nhân sinh ra các sắc đấy. Do có tâm định nên thấy được sự thật là danh sắc luôn sinh diệt nên nó vô thường khổ vô ngã. Do có tâm định nên sinh ra trí tuệ nhàm chán, ni tham đoạn diệt từ bỏ, tránh trí chứng ngộ niết bàn, diệt tận khổ đau sinh tử. Đấy thì đến để mà thấy là vậy. Đấy thì mình phải đến để mà thực hành. Vậy thì đến để mà làm cái gì? Đến để mà thực hành là thực hành cái gì? Vì vậy pháp của Đức Thế Tôn là hãy đến đây để hành thiền. Nhờ hành thiền mà thấy được các sự thật cao thượng. Vậy thì cứ ở đâu có hành thiền là mình phải đến. Cứ ở đâu mà có cái sự tu tập thiền là mình phải đến. Thì đấy, thì ở đấy là có pháp. Ở đâu có cái sự hành thiền thì ở đấy có pháp. Thì mình hãy đến. Hãy đến để mà thấy các sự thật. Chứ có mời là hãy đến đây để tôi cúng cho không? Đến đây tôi lễ bái cho, đến đây tôi cầu xin cho. Đấy có phải là pháp? Pháp hãy đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy được các sự thật thì phải đến để thực hành. Vậy thì hãy đến đây để hành thiền. Đấy là pháp của Thế Tôn là thế. Nhờ thực hành thiền thấy các sự thật cao thượng. Ân đức thứ tư đến ân đức thứ năm, Opalejiko, giáo pháp của Đức Thế Tôn đưa người thực hành đạt đến sự cao thượng. Nguyện niệm đến chữ ân đức thứ năm, Opalejiko, giáo pháp của Đức Thế Tôn đưa người thực hành đạt đến sự cao thượng. Ý nghĩa của Opalejiko có khả năng hướng thượng, tức là giáo pháp luôn hướng đến sự cao thượng. Giáo pháp là hướng đến sự cao thượng. Chúng sinh không thực hành giáo pháp nên tâm trí bị ô nhiễm, trở thành những người hạn liệt. Khi chết đọa xuống những cõi khổ đau. Thì những cái người không thực hành giáo pháp là thế. Thì cái tâm càng ngày càng ô nhiễm, phiền não, tham sân si càng ngày càng lớn. Sống thì sống với cái phiền não, sống với tham sân si, sống với những cái ác nghiệp. Và khi chết thì phải đọa xuống các cái cõi khổ. Đấy là những cái người không được thực hành giáo pháp. Còn những người biết thực hành giáo pháp thì tâm trí trở nên thanh tịnh, trở thành những người cao thượng. Từ ở đời này sẽ tiến hóa đến sự cao thượng hơn. Như hai cái người thực hành giáo pháp và người không thực hành giáo pháp thì sẽ khác nhau, nó có khác nhau. Người thực hành giáo pháp
thì có những cái hành động sẽ cao thượng hơn, những lời nói, những suy nghĩ cao thượng hơn. Cái người mà không có thực hành đạo pháp, những cái hành động, những lời nói, những suy nghĩ của họ bất thiện, ô nhiễm, phiền não, khổ đau, thì mình sẽ ở ngay trong hiện tại cũng vậy. Cái người được thực hành giáo pháp thì người đấy an lạc, tự tại, giải thoát, đỡ phiền não, đỡ khổ đau hơn. Cái người nào mà không thực hành giáo pháp thì người ta sẽ phiền não nhiều hơn, khổ đau nhiều hơn, bất an nhiều hơn. Và tương lai thì nó lại khác hơn nữa, đó là người thực hành, không thực hành giáo pháp thì đi đến đọa xứ, phải đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Còn người có thực hành giáo pháp thì tiến hóa, nếu như người đó có thể tiến hóa đến cái sự cao thượng, hoặc là tiến hóa đến niết bàn, đến giải thoát, thì pháp có khả năng hướng thượng. Nhờ nghe giảng giáo pháp khiến cho một người có tà kiến trở thành người có chánh kiến, đấy là hướng thượng. Pháp có khả năng hướng thượng là như vậy, biến một cái người tà trở thành một người chánh, biến một cái người mê tín trở thành một cái người có chánh tín. Những người mà không nghe pháp thì đâu, thì người ta sống với những cái tà kiến, cái hiểu biết sai, suy nghĩ sai và có cái niềm tin sai. Người có được nghe pháp thì người ta có hiểu biết đúng, suy nghĩ đúng, có niềm tin đúng hơn, cái tâm đó đạt một cái tâm cao thượng. Nhờ thực hành giữ giới khiến cho một người từ bỏ ác nghiệp hướng thượng. Một cái người người ta chấp nhận giữ giới thì người ta sẽ cao thượng hơn những người không giữ giới. Từ một người ác mà người ta trở thành một cái người hiền thiện thì đấy là một điều cao thượng. Thì giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ khiến cho một cái người từ hạ liệt trở thành người cao thượng, tức là từ một cái người bất thiện trở thành người hiền thiện được. Nhờ thực hành thiền định khiến cho một người có tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh, tức là nhờ cái người mà chưa có thực hành thiền người ta đầy dậy tâm tham sân si, mà khi thực hành thiền người ta sẽ trở thành vô tham vô sân vô si, thì đấy là cái tâm nó trở nên cao thượng. Nhờ thực hành thiền tuệ khiến cho một cái người đang là phàm phu và trở thành những bậc thánh nhân, đấy là hướng thượng. Thì cái giáo pháp như thế, mình thực hành ở cái mức độ thấp thì mình sẽ đạt cũng mình cũng đạt được cái sự cao thượng ở cái mức thấp, mình thực hành ở cái mức trung bình thì mình đạt được cái sự cao thượng ở trung bình, mình thực hành ở cái mức cao thượng thì mình đạt được đến cái sự, mình đạt đến cái mức hướng thượng, mình đạt được cái mức cao thượng ở cái mức cao thượng. Vậy thì giáo pháp là thế, luôn luôn hướng đến những điều cao thượng, hướng đến những điều cao cả. Vì vậy giáo pháp của Đức Thế Tôn luôn hướng đến sự cao thượng thánh thiện với những ai có đủ nhân duyên được học tập và thực hành pháp ấy. Niệm ân đức thứ 6, phách chờ tha quy đi ta phô minh du hi, được người có trí giác hiểu pháp, được người có trí giác hiểu. Người có trí giác hiểu hay là cái người mà giác hiểu ra thì trở thành người có trí. Người có trí mới hiểu được giáo pháp, hay là người hiểu giáo pháp sẽ trở thành người có trí? Phách chờ tha quy đi ta phô minh du hi, ân đức cuối cùng của giáo pháp, được người có trí giác hiểu pháp, được người có trí giác hiểu. Niệm ân đức đấy thì tư duy đến cái ý nghĩa của ân đức này. Phách chờ tha quy đi ta phô minh du hi, giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp của những người trí tuệ, giáo pháp của những người trí tuệ là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Người có trí mới hiểu được giáo pháp, vì Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp quá thâm sâu, đi ngược lại những tâm lý thường tình của thế gian, nên rất ít người trên thế gian hiểu được giáo pháp ấy. Giờ cái người hiểu giáo pháp nhiều hay những người không hiểu giáo pháp nhiều? Giờ mình đi ra ngoài đường kia mình hỏi này, ê, này có biết pháp tứ thánh đế là gì không? Hỏi 100 người xem có bao nhiêu người hiểu. Pháp có biết được thế nào là tứ diệu đế không? Thế có biết được thế nào là 12 nhân duyên không? Có biết thế nào là vô thường khổ vô ngã không? Có biết thế nào là những lời dạy của Đức Thế Tôn không?
Mình cứ ra đường mình cứ mình hỏi 100, 1.000 người xem là được mấy người hiểu. Vậy thì pháp của Đức Thế Tôn quá thâm sâu, đi ngược lại những cái tâm lý thường ở thế gian ấy, nên rất ít người hiểu được pháp. Người đời thì cho rằng hưởng thụ dục trần là niềm vui, nhưng Đức Phật lại dạy là những cái trần dục vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đức Phật dạy ngược lại với lại cái tâm lý của người đời. Người đời thì người ta có một quan niệm khác, Đức Phật lại dạy cho người ta có một tư tưởng khác. Vậy thì pháp của Đức Thế Tôn nó đi ngược lại với lại cái tâm lý cái chung chung của thế gian, tâm lý thường tình của thế gian. Vậy bởi vì Phật pháp khác, sinh tử khác mà. Sinh tử nó đi ngược lại, còn sinh tử đi xuôi theo đời, Phật pháp phải đi ngược lại dòng đời. Cho nên là nó sẽ ngược lại với sự đời. Cho nên rất nhiều người ở đời người ta sẽ phản đối với giáo pháp ấy. Ví dụ ở đời người ta dạy là lớn lên thì phải đi xây dựng gia đình, giáo pháp dạy là hãy từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khác chưa? Khác. Cho nên người đời dạy khác như thế, là cái phải chăm chút cho cái mái tóc, pháp thì dạy hãy cạo bỏ vứt nó đi. Người đời thì dạy là phải ăn ngon mặc đẹp, pháp thì dạy là phải vứt hết cái ngon cái đẹp đi. Vậy chỉ cần mặc đủ che thân, ăn đủ để nuôi sống thôi. Đời dạy một kiểu mà pháp dạy một kiểu. Vậy pháp với đời sẽ khác nhau. Đời thì cho rằng tham ái là hạnh phúc, phải không? Cứ ở đâu mà có người ta cứ chúc mừng hạnh phúc, khi nào mà có hai người mà ái nhau thì người ta sẽ chúc mừng hạnh phúc, phải không? Mà Đức Phật thì ái là khổ đau, ái là khổ đau. Thì Đức Phật thì luôn luôn dạy đừng có dính mắc vào cái chuyện tham ái, đừng có dính mắc vào cái chuyện đó. Đấy, phải ngăn chặn. Đừng đừng có để cho cái chuyện đó nó đừng có để cho cái tâm nó khởi lên cái tham ái. Thì nó khác, đời dạy khác mà Đức Phật dạy khác. Thế gian thì tìm niềm vui ở cái cảnh trần bên ngoài. Thế gian bây giờ muốn vui thì phải làm sao? Muốn vui thì phải tiệc tùng, phải múa hát, phải có đàn, có nhạc, có ca sĩ, có diễn viên đến nhảy múa, hát hò, hoặc là chơi thể thao, hoặc là tụ tập đi đây đi đó để tìm niềm vui. Đấy là cái niềm vui của thế gian, là chạy theo cái bên ngoài. Hoặc là có người thì nghĩ rằng có nhiều tiền là vui thì chạy theo tiền. Có người thì nghĩ rằng có nhiều tình thì vui chạy theo tình. Có người thì nghĩ rằng có nhiều danh thì vui chạy theo danh. Có người thì nghĩ là vui chạy theo nợ. Thì mỗi người chạy theo một cái cảnh trần ở bên ngoài và người ta nghĩ rằng những cái đấy là vui. Nhưng mà Đức Phật thì lại khác, Đức Phật từ bỏ hết những cái niềm vui đó, từ bỏ hết cái cảnh trần đó và quay trở lại với nội tâm, với cái nội tâm an tịnh, đấy là niềm vui. Phật bảo thôi bây giờ đừng có chạy theo cái cảnh bên ngoài, hãy đi đến dưới gốc cây, hãy đi đến ngôi nhà trống, hãy đi đến chân đống rơm, hãy đi đến nơi cánh đồng, hãy vào trong rừng, vào trong hang núi, hãy đến một cái nơi nào yên tĩnh nhất, ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mạnh, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra, hãy quay trở về với hơi thở lại là niềm vui nhất. Đấy là quay trở về với nội tâm, với cái sự tu tập tâm ấy, thì đấy là niềm vui tối thượng nhất. Từ bỏ hết mấy cái kia và trở về với cái nội tâm an tịnh, đấy là niềm vui. Nên là khi mà Đức Phật đi tu rồi, cái con trai của Đức Phật là Na Hầu Na, và lúc đấy vua Tịnh Phạn và có cái suy nghĩ là sau này cháu nội của ta Na Hầu Na sẽ nên làm vua. Con trai Tất Đạt Đa đã đi xuất gia trở thành Phật rồi thì bây giờ còn có cháu nội Na Hầu Na sẽ làm vua. Nhưng mà lúc đấy Đức Phật đã không cho cái Na Hầu Na làm vua, mà Đức Phật nói là cái điều hạnh phúc nhất là cái sự an tịnh của nội tâm. Và ngài đã dắt Na Hầu Na đi về tịnh xá và cạo đầu xuất gia ngay cái lúc mới có 9 tuổi, chứ không cho nhiễm với cảnh trần bên ngoài. Rồi đến lúc đấy bảo thế thì cháu nội ta không đi xuất gia thì còn có em trai của Đức Phật là Nan Đà. Bây giờ ta sẽ nhường ngôi để cho em trai của Đức Phật là Nan Đà nên nối ngôi. Nhưng mà đúng cái ngày mà chuẩn bị đăng quang, cái ngày mà cưới vợ để đăng quang thì Đức Phật lại đến, Đức Phật lại cũng nôi người em nó đi tu luôn. Những cái đấy không phải là niềm vui,
Được làm vua không phải là vui. Làm vua thì có mọi thứ trong tay mà. Trong làm vua thì còn thiếu cái gì? Muốn gì được đấy. Nhưng mà những cái đấy không vui. Với một người có trí tuệ thì nó không phải là niềm vui. Mà từ bỏ hết nó đi. Sống với lại ba tấm y với một cái bình bát. Đấy lại là niềm vui. Và Đức Phật đã ban tất cả những cái niềm vui đấy cho những cái người thân thương nhất của mình. Vì cái tình thương vô bờ bến cho nên là Ngài ban cái điều đó cho những cái người thân thương nhất. Chứ còn bảo là ông này ác thế này. Nói hết mọi người đi tu khổ hạnh. Thì cái người có trí tuệ khác không có thấy cái bên ngoài kia là niềm vui. Và bây giờ cái an tịnh này mới là niềm vui. Thì bây giờ cái gì, cái niềm vui gì mình khó đạt được. Và cái niềm vui gì dễ đạt được. Cái niềm vui bên ngoài để mình đạt được có dễ không? Bây giờ mình muốn làm vua có dễ không? Nhưng mà bây giờ để mà có được cái niềm vui ở trong nội tâm thì có khó không? Có khó không? Cứ vào chùa là có cái gì đâu. Cứ ngồi xuống, đi đến gốc cây, đến ngôi nhà trống, đến chân đống rơm, chỗ nào mà chả có. Đi đến cánh đồng, đi đến chỗ nào yên tĩnh nhất, ngồi xuống, tập trung tâm vào hơi thở, thế là có niềm vui rồi. Niềm vui đấy còn hơn là làm vua. Cái niềm vui nó lớn như vậy. Mà sao mình không chạy theo, mình đi chạy theo một cái niềm vui ở bên ngoài cho nó khổ. Bao nhiêu những cái khổ thì mình cứ chạy theo, mà cái vui ngay đây mình không biết. Cái vui ngay đây thì bỏ qua, mà cái khổ mãi đâu xa thì cứ đi chạy theo, cứ đi đuổi theo, tất bật hơn thua, thì cũng vậy. Thế gian chỉ thấy được hình tướng bên ngoài, nên sự hiểu biết là tương đối. Đức Phật chỉ dạy sự thật tối hậu bên trong, nên sự thấy biết là tuyệt đối. Nên Đức Phật đã dạy cái điều gì? Cái điều đó là tuyệt đối, chính xác. Tuyệt đối chính xác. Còn thế gian dạy cái điều gì, cái điều đấy chưa chắc đã chính xác. Phải không? Cho nên là thế gian dạy mình đấy, là hãy làm cái này để mà được cái này, hãy làm cái này để được cái kia. Phải không? Hãy đi học để mai ra đi làm cái này, mình có được cái này rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ sung sướng lắm. Nhưng mà có hạnh phúc không? Có sung sướng không? Nhưng mà đến lúc mà mình đạt được rồi mình mới thấy khổ, toàn khổ là khổ. Lúc chạy theo cũng khổ, đạt được rồi cũng khổ. Đấy, được cũng khổ, mất cũng khổ, giữ cũng khổ. Đấy, ngồi đấy mà coi giữ cũng khổ. Khi mà mình chạy theo nhé, bây giờ mình chạy đi kiếm tiền khổ, có tiền rồi coi tiền cũng khổ, chẳng may thì mất cũng khổ, còn thì cũng phải coi mãi cứ khổ. Đấy, thì mình chạy theo cái gì cũng vậy. Cái chạy theo cũng khổ, đạt được rồi cũng khổ, coi giữ cũng khổ, mất cũng khổ, mà cuối cùng thì cũng mất. Cuối cùng thì cũng chẳng có cái gì nó tồn tại mãi, là khổ. Còn một cái giáo pháp của Đức Phật thì khi mà mình đến với pháp là an lạc, mình thực hành pháp là an lạc, mình chứng đắc được pháp là an lạc, cuối cùng là an lạc. Chỉ có an lạc là an lạc. Tại sao mình không theo? Thì theo cái khổ. Thế gian thấy được quả mà không thấy được lý do, không thấy được cái nguyên nhân ấy. Không biết được lý do nguyên nhân. Đức Phật chỉ rõ nhân duyên sinh khởi và đoạn duyệt của các pháp. Đời mình chỉ thấy quả, mình không thấy nhân. Mình cứ chạy theo cái quả, mình mong cầu cái quả, mình không biết tạm nhân. Cho nên là nó không có bền vững. Còn Đức Phật thì thấy được cả nhân cả quả. Cho nên là thế gian thì đôi khi mình chỉ thấy những cái trước mắt vậy thôi, mình không thấy được cái sâu xa bên đằng sau đấy. Còn Đức Phật thì thấy rõ được cái gì nó đang diễn ra trước mắt, cái nhân duyên gì nó đang sinh ra cái này, và cái nhân hiện tại thì nó sẽ ra được kết quả như thế nào. Đức Phật thấy rõ như thế, cho nên Đức Phật chỉ dạy một cách tuyệt đối chính xác. Còn thế gian thì không biết, mình chỉ biết cái quả nó đang hiện diện ở trước mắt đây thôi, mình không biết là cái nhân nào nó cho cái quả này, và mình biết cái nhân ở hiện tại này mình cũng không biết nó sẽ ra cái quả tương lai như thế nào. Cho nên là thế gian là cứ khổ đau hoài mà không biết. Vì giáo pháp của Đức Thế Tôn quá sâu sắc và cao siêu, nên chỉ những người có trí mới lĩnh hội được. Chỉ những người có trí mới lĩnh hội được giáo pháp. Người không có trí không lĩnh hội được giáo pháp.
Cho nên là giảng pháp xong có người nghe giáo pháp lần là chán luôn. Tôi đến nghe tưởng là dạy những cái điều gì để mà về nhà làm ăn cho nó kinh tế nó phát đạt, được giàu có, được sống lâu, được sắc đẹp, được an vui. Nó toàn dạy cách từ bỏ, toàn dạy cách đó là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, thì từ bỏ tham sân si thì mai lấy gì mà ăn. Người ta sẽ chán, người ta tưởng học giáo pháp thì được giàu có hơn, sung sướng hơn. Học giáo pháp Đức Phật toàn dạy là phải bố thí, phải làm lành, phải từ bỏ những cái việc thiện, việc bất thiện, toàn làm việc thiện không. Thì người ta sẽ chán vì người ta không có trí, người ta không hiểu được. Người học giáo pháp sẽ trở thành người có trí. Nếu mà cái người nào chấp nhận học, cái người có trí thì sẽ học được pháp. Mà người học được pháp lại trở thành người có trí. Vì học được pháp thì phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là đọa lạc, thế nào là giải thoát. Vì sao chúng sinh hạnh phúc, vì sao chúng sinh khổ đau. Người không học giáo pháp thì không hiểu được những điều này. Vậy thì người có học được giáo pháp thì trí tuệ nó lại sinh khởi. Người có trí thì học được pháp, mà người học được pháp lại trở thành người có trí. Thì giờ mình muốn trở thành người có trí thì thứ nhất là hãy học pháp. Người có trí mới thực hành được giáo pháp. Đối với cái người học giáo pháp, cái người thực hành giáo pháp thì cái người nào nhiều hơn? Cái người mà học pháp với người không học pháp thì người nào nhiều hơn? Cái người không học pháp sẽ nhiều hơn. Giữa cái người học pháp với người hành pháp thì người nào nhiều hơn? Người học pháp sẽ nhiều hơn. Người có trí mới thực hành được pháp. Người tinh tấn hành thiền là người thực hành giáo pháp. Người có tâm tham dục lớn sẽ không thể hành thiền. Người có tâm sân hận lớn sẽ không thể hành thiền. Người có tâm đờ đẫn, dã dượng sẽ không thể hành thiền. Tức là người ham ngủ nhiều không hành thiền. Người có tâm năng sang tán loạn sẽ không hành thiền. Người có tâm hoài nghi do dự sẽ không hành thiền. Vì pháp hành là một việc khó nên chỉ những người có trí không quá nặng về tham sân si này mới chịu hành thiền. Vậy thì bây giờ cái người nào không hành thiền là cái người gì? Cái người này là mấy cái người này, người không chịu hành thiền, là cái người có triền cái nặng, tham sân si nó nặng quá mình không chịu hành thiền. Người thực hành giáo pháp sẽ là người có trí. Cái người có trí mới thực hành giáo pháp, mà người thực hành giáo pháp lại cũng sẽ là người có trí. Chứ có cái người nào mà thực hành giáo pháp mà lại đơ đi không? Người thực hành giáo pháp, người tinh tấn hành thiền thì chánh niệm được phát triển. Người có chánh niệm sung mãn thì chánh định phát triển, chánh định được sung mãn thì chánh trí phát triển, chánh trí được sung mãn thì giác ngộ các sự thật. Vì vậy người thực hành giáo pháp là người đang phát triển chánh trí. Người thực hành giáo pháp là cái người đó đang phát triển về trí tuệ, chánh trí, đang từng bước tiến lên sự giác ngộ. Thì cứ mỗi một ngày mà hành pháp thì trí tuệ nó lại tiến hóa lên một chút. Mỗi một ngày thực hành pháp thì trí tuệ nó lại lớn hơn một chút. Cho nên là cái người thực hành pháp lâu ngày nó sẽ khác với cái người mà không thực hành pháp. Người không thực hành pháp tâm trí đầy những sự ô nhiễm. Người thực hành pháp thì cái tâm trí nó càng lúc càng thanh tịnh. Nó thanh tịnh bao nhiêu thì nó sáng suốt đến bấy nhiêu. Người có hành pháp thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Muốn có trí tuệ lớn thì hãy chịu khó thực hành pháp. Người có trí sẽ giác ngộ được giáo pháp, giác ngộ được các sự thật. Người có trí thì người có trí sẽ giác ngộ được sự thật. Hay là người giác ngộ sự thật sẽ là người có trí. Người giác ngộ được giáo pháp phải là người có tam nhân, có tâm thức tục sinh đi kèm với trí tuệ. Tức là có những cái người mà trong cái lúc tái sinh, tức là cái nghiệp ở quá khứ là cái đã tạo cái nhân mà đi kèm với trí tuệ quá ít rồi, thì bây giờ cái người đấy kiếp này thực hành sẽ không chứng ngộ được giáo pháp. Thì chỉ có người tam nhân sẽ chứng ngộ được giáo pháp, đấy là người có trí. Người giác ngộ được giáo pháp phải là người đầy đủ các ba la mật. Tức là cái người mà giác ngộ giáo pháp đời này thì đã tu tập và tích lũy các ba la mật từ nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên là bảo tại sao rất nhiều người tu như thế mà có người thì chứng ngộ, mà có người tại sao không chứng ngộ? Bởi vì nó có những cái lý do như thế. Lý do là chưa đủ ba la mật.
các cái kiếp quá khứ, phải tu nhiều đời nhiều kiếp để đi đến cái sự giác ngộ giáo pháp, vì các cái đời kiếp quá khứ mình còn tu ít. Nhưng tại sao có những người thì tu rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng, nhưng mà có người tu rất là khó khăn, rất là lâu? Thì đó là các ba la mật nó khác nhau. Có người cái ba la mật nó mạnh là nhiều đời quá khứ đã tu rồi nên bây giờ tu nó rất là dễ. Có những người rất là tinh tấn ở đời này nhưng vẫn không sao chứng ngộ được giáo pháp vì ba la mật chưa đủ, nhưng nó sẽ chứng ngộ ở tương lai. Vì vậy giáo pháp của Đức Thế Tôn được giác ngộ bởi những người trí tuệ. Những người có trí tuệ thì sẽ giác ngộ được giáo pháp. Người giác ngộ giáo pháp sẽ là người có trí. Người giác ngộ giáo pháp là người có trí tuệ. Giác ngộ sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến, thì người đó sẽ có trí chánh trí. Người giác ngộ sẽ đoạn trừ hoài nghi, đó là bằng trí tuệ. Người giác ngộ sẽ có niềm tin đúng, thì người có niềm tin đúng là người có trí tuệ. Người giác ngộ sẽ không tạo ác nghiệp. Người tạo ác nghiệp là người ngu, chứ người trí thì không có tạo ác nghiệp. Người giác ngộ sẽ đoạn trừ tham dục là người có trí tuệ. Người giác ngộ sẽ đoạn trừ sân hận. Người giác ngộ sẽ đoạn trừ vô minh. Thì tất cả những điều đó là trí tuệ hết. Vì vậy người thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ trở thành những người trí tuệ. Mình phải tin vào cái điều đó để mình thực hành. Mình tin rằng thực hành sẽ đi đến sự giác ngộ, tin rằng sự thực hành sẽ đạt được trí tuệ. Không thực hành thì có tiếc không? Uổng. Mục đích của niệm ân Đức Pháp là để làm gì? Mục đích của việc niệm ân Đức Pháp là để có sự hiểu biết về Pháp, để tăng trưởng niềm tin với Pháp, để tinh tấn thực hành hướng đến sự giáo ngộ và giải thoát. Đấy là cái mục đích của niệm ân Đức Pháp vậy. Niệm ân Đức Pháp thì được những lợi ích gì? Còn cái lợi ích của niệm ân Đức Pháp, lợi ích của niệm ân Đức Pháp có rất nhiều lợi ích này. Được nhiều người kính trọng. Người niệm ân Đức Pháp nó có cái quả báo, đó là khi mình niệm ân Đức Pháp là tự nhiên là mình sẽ sống, mình sẽ được ảnh hưởng cái những cái đức tính này, mình sẽ ứng dụng cái lời dạy ở trong giáo pháp vào trong cuộc sống. Nếu ông làm những cái điều xấu xa thì mọi người người ta kính trọng mình. Tâm được thanh tịnh, tức là khi mình niệm đến pháp thì cái tâm nó rất là hướng thượng, rất là cao thượng, cái tâm nó rất là thanh tịnh, những tham sân si nó ít khởi lên. Khi tâm trung thì tâm không tán loạn. Sinh ở nơi, nếu như mình chưa chứng đắc niết bàn thì mình sẽ sinh ở nơi cao quý, có thân xinh đẹp, có thân có mùi thơm, miệng có mùi thơm, có trí tuệ quảng bác, có trí tuệ thâm sâu, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phong phú, có trí tuệ phi thường, nói lời hay ý đẹp. Khi gặp Phật nghe pháp và chứng ngộ niết bàn. Có những người khi mà người ta chỉ cần nghe pháp là người ta giác ngộ, nghe pháp, bởi vì cái tâm của họ rất là sâu sắc, có cái chủng tử, cái duyên nó rất là sâu sắc với pháp này. Cho nên là có khi người ta chỉ gặp Phật, người ta chỉ nghe giảng pháp, người ta đã giác ngộ rồi. Đó là cái duyên với pháp rất là sâu. Duyên thì đấy là những cái lợi ích của cái niệm ân Đức Pháp. Đây cũng là một cái pháp thiền. Thiền này, thiền niệm ân Đức Phật, thiền niệm ân Đức Pháp. Hết cái bài niệm ân Đức Pháp này.